Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào video thứ tư ngày hôm qua, tức là cái video các bạn xem video cuối cùng đó, thì sau khi xem xong video này thì có rất nhiều quý khán thính giả bức xúc trong cái chuyện nửa vời của Ngân. Vâng, trong cái câu chuyện ngày hôm qua Ngân đến thăm Đoàn Dư và thăm Trần Trân tại bệnh viện thì các bạn biết đó. Tức là Ngân không đưa ra một cái lập trường quyết đoán rất rõ ràng, cái tính cách của Ngân từ xưa đến vậy. Ở đây từ trước đến giờ có rất nhiều bạn nói rằng là Ngân chỉ có hơn cái người anh trai em trai của mình ở Việt Nam chỉ một chút xíu thôi. Cái người đó là bị bệnh Down, tức là ở đây là nói là Ngân đôi khi như vậy. Và đôi khi các bạn thấy Thuyết dùng cái từ Ngân là thông minh đột xuất đúng không ạ? Thì đó các bạn thấy không? Đôi khi Ngân rất là thông minh. Nhưng mà ngược lại trong những cái kiểu như ngày hôm qua thì ai khiến ai cũng thấy khó chịu, có nghĩa nó cứ lửa lửa chừng xuân, không đưa ra cái quyết định rõ ràng với Đoàn Dư như thế nào, nhưng với bác sĩ Trần cũng cũng không quyết định. Nhưng mà theo cái cách nhìn mà các bạn, nhất là những bạn nữ có cái linh cảm tốt hơn, thì có thể thấy rằng rõ ràng là Ngân vẫn nghiêng về phía bác sĩ Trần đúng không ạ? Cho nên là trong câu chuyện này thì khiến cho rất nhiều người bức xúc, trong đó có cả bạn Thiên Nga Trần. Vâng, bây giờ trước tiên trong video thứ hai này, Thuyết sẽ chia sẻ ngay lập tức với quý khán thính giả và các bạn lá thư của bạn Thiên Nga Trần tới từ đất nước Pháp với cái tựa đề Yêu hay không yêu, nói một lời thôi. Nước Pháp mùa thu ngày 29 tháng 10 năm 2024. Chào tất cả các bạn, Ngân thân mến. Thuyết chia sẻ lá thư này tới Ngân và đặc biệt là Nguyệt, nói Nguyệt cố gắng dành thời gian đọc cho cô Ngân nghe. Cảm ơn Thuyết nhiều. Chào Ngân, chị Thiên Nga Trần đang viết cho em từ nước Pháp đây. Cộng đồng mạng đã viết cho em nhiều lá thư, có những lá thư em đọc và có những lá thư em không có thời gian để đọc hoặc không muốn đọc. Nhưng chị khuyên em vẫn nên đọc tất cả những lá thư mọi người gửi cho em, vì mọi việc trên thế gian này đều có nhân duyên của nó em ạ. Đây là giai đoạn em có nhân duyên với mọi người, nên mọi người đều ra công ra sức để bảo vệ em bằng mọi cách, khuyên nhủ, khích bác lòng tự trọng, mắng mỏ, khen ngợi và có cả những lời chê bai nữa. Nhưng chung quy lại là đều chung một mục đích là lo lắng cho em, lo cho con trai của em và giữ lại cho em số tiền mà trời đã ban tặng cho mẹ con em. Hãy trân trọng những khoảnh khắc này vì có thể sau này khi em và mọi người hết nhân duyên thì lúc đó em có quay đầu, có hối hận nhưng mọi người đã xa rời em hết. Lúc đó có hối hận thì đã muộn rồi Ngân ạ. Mọi chuyện giữa em và ông Trần liên quan đến 13 nhân vật đã hoặc đang gặp tai nạn đã được chị Jolie Chu nói rõ hết rồi. Chị cũng không nhắc lại nữa, nhưng em nên hiểu một điều là tương lai của em đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của em bây giờ. Hôm nay, chị muốn khuyên Ngân lên thật thà và thẳng thắn trong tình cảm, yêu ai hay không yêu ai, cũng nói một lời dứt khoát. Chị dùng tựa đề một bài hát để gói ghém tất cả những gì chị muốn nói với em. Chị thấy em như đang đùa giỡn với tình cảm, Ngân ạ, và điều đó không công bằng với người đang yêu em và không công bằng cả với bản thân em nữa. Nếu em còn đang ở lứa tuổi 18-20 thì em có thể để cho những con tim lang thang đi tìm những cảm giác mới mẻ. Nhưng bây giờ em đã 54 tuổi, bắt đầu bước vào lứa tuổi U60 thì mọi sự lựa chọn của em phải là sự xen lẫn giữa tình cảm và lý trí thì cuộc sống của em mới cân bằng và hạnh phúc. Em nên tìm giải pháp an toàn cho em, cho bé Nhẫn và những người bạn thân thiết bên cạnh em, chứ không phải tìm một người tâm cơ quá sâu, luôn biết cách mang đến cho em những lời ngọt ngào đường mật và một bụng mưu mô sẵn sàng làm hại những người xung quanh ông ta và ngay cả những cả xung quanh em. Và sau khi đạt được mục đích là moi hết tiền của em, họ có thể hại cả mẹ con em không thương tiếc. Em hãy nhìn lại cuộc tình của em từ đầu đến giờ xem có bao nhiêu người bị hại vì cuộc tình của em rồi. Có thể em chưa hoặc không tin điều chị và mọi người đang nói, nhưng đến lúc em ngộ ra thì mọi thứ đã muộn, vô phương cứu chữa. Chị biết bây giờ em đang lúng túng trong cách lựa chọn. Nếu nhìn theo con mắt khách quan thì em đang hai chân đứng hai thuyền, không muốn mất thuyền nào, cũng như chưa bước chân lên một chiếc thuyền chính thức nào cả. Lựa chọn
Trần hay Đoàn Dư thì em phải có quyết định nhanh và lý trí. Hãy nắng lòng lại, nghe con tim mách bảo và nghe sự khuyên giải của những người hơn em cả về tư cách và kinh nghiệm sống, Ngân ạ. Bây giờ nói về ông Trần, sau khi một loạt những chuyện bê bối về đường tình của ông Trần bị bóc mẽ, nhỡ tưởng em đã có phần tỉnh ngộ và muốn rời xa ông ta. Nhưng chỉ cần ông ta dở chiêu trò lăn nỉ và khóc lóc như cha chết thì em lại xiêu lòng ngay. Ngân ơi, mọi thứ là giả hết. Nếu yêu em, ông ta đã không nói dối hết lần này đến lần khác. 71 tuổi nhưng ông ta lại nói có 60 tuổi. Ông ta nói chỉ có mối tình đầu là Ngọc Trinh và muốn sống cuộc sống trọn đời chung thủy với bà ấy. Nhưng kết quả thì bây giờ ông ta đã có tới 9 người vừa vợ vừa thành tình. Và 5 đứa con, kể cả 2 đứa con đã bị sẩy của Phạm Hoa và Ngọc Bích. Chưa kể những đứa con của bà Bạch Vân có phải con của ông ta hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Nếu em yêu em thật lòng, ông ta không cùng lúc ngày thì tặng em hoa kèm theo những lời yêu thương nhàm chán, đêm lại về mây mưa với người con gái trẻ khác mà vẫn nói đó chỉ là phận cháu con. Ngân ơi, tỉnh lại đi em, thật sự đó là trần trụi đến mức trần chân, con trai ông ta cũng phải xấu hổ thừa nhận. Nếu yêu em, ông ta đã không dùng mưu kế nửa em để moi được 50 triệu đô la của em. Ông ta nói đã dùng tiền đó để kinh doanh nhưng vẫn không đưa ra bằng chứng giấy tờ về sự đầu tư. Và em vẫn tìm mọi cách bao biện và che chở cho ông ta khiến mọi người rất thất vọng. Đối với người đàn ông lấy tiền của đàn bà kiểu đó đều rất hèn hạ em ạ. Vì nếu đã yêu thật lòng và mong nhận cuộc sống lâu dài thì ông ta phải chờ ngày về chung nhà với em. Và lúc đó mới cùng em toan tính mọi thứ và làm đàn ông thì tiêu pha mọi việc liên quan đến đàn bà, cho dù người đó là vợ mình cũng phải quang minh chính đại. Những sơ hở của ông ta là đã vội vã moi tiền của em quá sớm khi vừa mới ra khỏi Canada, và chính vì lấy được tiền dễ dàng quá, còn dễ hơn làm một bữa cơm, khiến lòng tham của ông ta càng ngày càng lớn và khiến những người xung quanh ông ta như biến thành bầy đỉa đói cùng bám vào để kiếm trác. Bản thân đồng tiền là không hề nhơ bẩn. Nếu em biết chi đúng người đúng chỗ để giúp người giúp đời thì em sẽ được hưởng phước đức từ những việc làm thiện đó. Nhưng nếu đồng tiền của em đưa khiến họ dùng để hại người khác hoặc dùng vào con đường bất chính thì em sẽ bị cộng nghiệp cùng họ, khiến phước đức của em bị giảm theo. Người nhiều tiền thì không có lỗi gì trong tình yêu, nhưng chị đã từng cảnh báo em ngay từ đầu, em đã đi một bước hụt chết người, là công bố số tiền quá lớn khiến em tự nhiên biến thành trung tâm của sự đào mỏ, âm mưu với những kế hoạch chiếm đoạt, đẩy em và những người thân của em ở vào thế nguy hiểm, đó không phải là điểm lành, Ngân à. Trên thế giới này có rất nhiều người nắm tiền nhiều của hơn em, họ vẫn công khai tiền bạc của họ, họ vẫn yêu và lấy vợ, vẫn an toàn sống vì một nguyên nhân đơn giản, đó chính là họ làm chủ và có cách để giữ cho cả tiền và tính mạng được an toàn. Bởi vì họ có cả một ekip xung quanh bảo vệ cho họ, họ có cả một đoàn luật sư giỏi về pháp luật, họ có những tâm phúc trung thành và quan trọng hơn là họ đã biết cách làm sao để khóa số tiền, đồng tiền đó không thể lọt được vào tay ai, kể cả những người thân khi mà không có một bản di chúc chính đáng được luật pháp bảo vệ. Và điều quan trọng nhất là những người đó họ tin tưởng tuyệt đối những tâm phúc của họ, Ngân ạ. Vấn đề của em bây giờ là số tiền của em quá lớn và em vẫn đang để một cách tự do, có thể rút ra thì điều đó không an toàn, Ngân ạ. Cách đây mấy tháng, chị đã từng gợi ý cho em hai cách để em khóa đồng tiền của em lại. Chắc em quên rồi, bây giờ chị nhắc lại cho Ngân rõ hai điều đó. Những đoạn in đậm này anh Tuyết không chia sẻ trên mạng. Vâng, thưa quý vị, trong cái phần in đậm này, bạn Thiên Nga Trần viết cái phần in đậm này dành riêng cho Ngân. Đấy, bởi vì Thuyết sẽ gửi cho Ngân và gửi cho Nguyệt và để Nguyệt đọc cho Ngân nghe. Và những phần này thì Thuyết xin không chia sẻ nữa, bởi vì bạn Thiên Nga Trần đã nói rồi. Bây giờ Thuyết đọc tiếp phần sau. Không phải loại oan trong bạc, mà trước mắt là vợ chồng Đông Nhi đã bị chặn đánh suýt mất mạng. Ông Ly thì tự nhiên vướng vào vòng lao lý và bị vu oan là buôn bán chất cấm. Ông thầy phù thủy thì bị ăn quả lừa 30.000 đô và đã phải chết trong tức tưởi. Ông Linh thì bị đánh bay về Việt Nam.
Nguyệt thì cũng tự nhiên bị người ta thuê đánh cho tơi tả và mới nhất là Đoàn Dư đã bị xe tông phải nằm bệnh viện và sắp tới đây không biết người nào sẽ tiếp tục bị hại nữa. Cho nên chị khuyên em lấy bất cứ ai thì em cũng nên khóa tiền của mình bằng cách đóng băng tài khoản hoặc tạo sẵn một bản di chúc thừa kế. Nếu kẻ nào đó có âm mưu cũng không thể lút chọn số tiền đó của em được. Em có biết tại sao Hùng quay xe quyết định không ký đơn ly dị với em không? Em không nhìn thấy vấn đề nhưng những người ngoài cuộc như chị thì nhìn thấy rất rõ Ngân ạ. Khi em đến thăm Đoàn Dư, nhìn thái độ của em với Đoàn Dư thì Hùng đã quyết định ký giấy để hai người có thể làm giấy hôn thú với nhau. Nhưng thái độ của em đối với ông Trần và vợ chồng Tà Hoa làm cho Hùng tự nhiên khựng lại. Em nói yêu và chấp nhận lời cầu hôn của Đoàn Dư, nhưng em vẫn để cho ông Trần gần gũi tán tỉnh, nói những lời yêu thương với em. Em vẫn thức khuya nói chuyện với ông ta, vẫn gặng hỏi những chuyện mà đáng ra nếu em không còn quan tâm ông ta thì em chẳng cần phải biết đến đó làm gì. Cậu ta không ký không phải là cậu ta thất hứa với em, mà cậu ta đang muốn bảo vệ cho em và cho con trai. Cậu ấy lo cho em và bé Nhẫn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu như em lấy Đoàn Dư một thời gian rồi lại ly dị để lấy ông Trần, thì cậu ấy sẽ mất hết, mất con và có khi còn mất cả quyền thăm nuôi con nữa. Khả năng đó rất lớn nếu như chồng em là ông Trần nắm mưu nhiều mẹo và nham hiểm. Chính thái độ lấp lửng của em đã làm cho mọi người đều không tin, nói chi gì đến Hùng. Cho nên theo ý chị, em và Đoàn Dư cứ làm một đám cưới và chính thức đến ở với nhau một thời gian, xem hai người có thật sự hợp không rồi tính tiếp. Ba đứa em gái của chồng chị cũng chỉ làm hợp đồng hôn nhân và sống với nhau có 2-3 đứa con rồi, nhưng có đứa nào làm đám cưới đâu. Tiền ai người đó xài, có một tài khoản chung cùng nhau bỏ tiền để trả các chi phí và nuôi con thôi. Tụi nó sống rất hạnh phúc hơn 20 năm rồi em ạ. Tụi nó nói chị làm đám cưới chỉ tổ chức đơn giản khi nào tụi nó đã già, con cái đã lớn. Phương Tây họ sống văn minh và không ràng buộc nhau em ạ. Và khi hai người đã về ở với nhau thì không nên để ông bác sĩ đến nhà hàng ngày, ăn uống trò chuyện đến tối đêm mới về. Chướng mắt nắm Ngân ạ. Ai cũng vậy thôi, chẳng ai thích trong nhà lúc nào cũng có người lạ đến chầu, ngồi chầu trực suốt ngày ăn uống, đi nặng đi nhẹ tự nhiên như đang ở trong nhà mình rồi tối mới nê gót về. Bây giờ nếu em yêu và thật lòng muốn lấy Đoàn Dư thì em nên tỏ thái độ rõ ràng, yêu hay không yêu nói một lời thôi. Nếu yêu Đoàn Dư thì em không nên để ông Trần nói những lời nham nhở yêu đương với em nữa. Em nên tôn trọng Đoàn Dư và chị tin cậu ta là một bí mật chưa được mở. Khi đó em bên cạnh, cậu ấy sẽ hoạt bát, dí dỏm và thông minh hơn bây giờ. Nhiều người thành thật hay vụng về lúc đầu, nhưng khi đã bước vào trái tim một ai đó, cảm xúc của họ sẽ được thăng hoa ngay. Một cậu trai trẻ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, không gà tổ như mọi người nghĩ đâu. Còn điều này nữa, trong lúc khi Đoàn Dư đang nằm một chỗ thì em không nên đi du lịch với ông Trần và vợ chồng Tà Hoa, càng không nên đi sang Trung Quốc để gặp ông thầy nào đó làm đẹp. Khi em sang Trung Quốc thì tính mạng của Đoàn Dư sẽ rất nguy hiểm, đang ở đất nhà mình mà còn bị tông xe chứ đừng nói sang đất khách quê người thì không còn mạng để về đâu. Còn khi nào họ chưa lấy được tiền của em thì tính mạng của em họ chưa đụng đến đâu, đó là điều chắc chắn. Bây giờ chị muốn em vào coi trang làm đẹp của Hàn Quốc đang mở tại Việt Nam mà trụ sở chính đang ở Hà Nội. Đó là viện thẩm mỹ Kang Jin Makoy Lagen Dimamon. Có thể căng chỉ trẻ hóa làn da không đau, không thẩm mỹ, có thể giữ được 10 năm. Đặc biệt cách làm này không phẫu thuật, không mổ xẻ, nên không sợ để lại sẹo. Chị không biết diễn tả ra sao. Em cứ bấm vào đường link này để xem nhé. Ở thành phố chị có mấy chị về làm rồi, trẻ và đẹp ra tới 20 tuổi. Chị và em gái chị chưa làm chỉ vì chi phí phải nuôi con cái chưa cho phép, nhưng em thì thừa sức mà. Có số địa chỉ, số điện thoại, em có thể tự liên hệ. Nếu không, lúc nào em về Việt Nam chơi, em liên hệ với em gái chị. Nó có xe hơi, sẽ dẫn em đến tận nơi để họ tư vấn cho em nhé. Trời ơi! Con gái Việt Nam bây giờ đẹp quá, toàn làm ở nhà thôi, sang Trung Quốc làm gì?
Đất Trung Quốc bây giờ rất lộn xộn và đầy cạm bẫy. Trung Quốc không màu hồng như tảo hoa đang vẽ cho em đâu. Về thăm quê hương của mình trước, sau đó muốn sang Trung Quốc du lịch thì mấy anh chị em tổ chức đi với nhau. Cần gì phải đi với vợ chồng tảo hoa. Ở đây ai cũng nhìn thấy sự bán ra như đỉa của vợ chồng tảo hoa. Nếu cô ta muốn giới thiệu về đất nước của mình thì mời một hai lần thôi. Người ta muốn đi thì người ta đi, không thì thôi. Đây thì hàng ngày cho ngân ăn bánh vẽ và lời mời thì giống như đang ép buộc lộ liễu quá. Gặp nhau ở Thái Lan đánh nhau bầm dập, sau đó quay lại nhận chị nhận em rồi lên như hề, chứ không thật, thật ra có thân thiết gì đâu. Mình nhận thấy dạo này tai nạn xảy ra với những người chung quanh Ngân nhiều quá, khiến người ta lo ngại như dấu hiệu của một cuộc thanh trừng. Mong chị Yến suy xét kỹ để quay lại Canada dàn xếp mọi chuyện cho yên ổn. Chứ ở Toronto toàn người hiền quá, hiền tới mức một con bé mới nứt mắt cũng muốn đánh một người bằng tuổi cha mẹ của mình và buông lời đe dọa như một chủng tử mafia thật thụ. Thư dài cho mình gửi lời thăm ba cho con Thuyết, Ái Khanh, chị Yến cùng tất cả các bạn trên kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada một lời chúc sức khỏe bình an. Mong Đoàn Dư nhanh bình phục để còn tiếp tục chiến và hy vọng. Đoàn Dư sẽ mau chóng hái được quả ngọt như mọi người đang mong muốn. Muốn nhắc Đoàn Dư một chút, Dư có thể ngọt ngào hơn chút không? Cố gắng nắm bắt những ý nghĩ của Ngân và lên mở lòng ra, hoặc bác nhanh nhẹn hóa mình và chung thủy là đức tính mà bất cứ người đàn bà nào cũng thích đấy. Bác mong Trần Chân có thể vượt qua bệnh tật để có thể trở về trong vòng tay thân yêu của mọi người. Và con hãy nhớ, cô lúc nào cũng yêu quý con, cho dù cha con là ai đi chăng nữa. Thân mến, Thiên Nga Trần. Vâng thưa quý vị, đây là lá thư của bạn Thiên Nga Trần đến từ đất nước Pháp. Vâng, tựa đề của lá thư đã nói lên tất cả rồi, đúng không chúng ta? Bạn ấy viết rằng là tựa đề rằng là yêu hay không thì hãy nói một lời thôi. Đúng, và nói rồi thì giữ lời. Chẳng hạn đã nói yêu Đoàn Dư rồi thì coi như vứt bỏ bác sĩ Trần đi, đúng không ạ? Chứ bây giờ cũng như là coi như chị Jolie Chu hôm qua nói đó, coi như là bây giờ coi như là với Đoàn Dư xong lại với bác sĩ Trần thì Ngân có cảm thấy gớm ghiếc hay không? Hôm qua Thuyết nhớ mãi cái từ gớm ghiếc, bởi vì nói thật các bạn, bản thân đàn ông cũng thế thôi chứ đừng nói phụ nữ. Đấy, đấy là câu hỏi hỏi Ngân. Bây giờ ngược lại cũng như Đoàn Dư, Đoàn Dư mà thấy một người phụ nữ mà chẳng hạn như đi hết người đàn ông này đàn ông khác, trong khi đó lại nhìn thấy bác sĩ Trần coi như là đi với bao nhiêu người đàn bà mà bây giờ Ngân lại ngủ với bác sĩ Trần, thì khác gì Đoàn Dư cũng là ngủ với những người đàn bà đó đâu. Ý ở đây Thuyết mới nói rằng trong lúc mà Ngân quan hệ cùng bác sĩ Trần thì bác sĩ Trần quan hệ cùng bao nhiêu người đàn bà con gái khác, và có thể trong những người đàn bà con gái khác đó nó mang bệnh, đúng không ạ? Thì mang bệnh thì nó lây sang Ngân và Ngân sẽ lây sang Đoàn Dư, thì trong khi đó thì đàn ông người ta thấy cái như vậy người ta cũng quản thấy hoảng sợ. Đấy, bởi vậy Thuyết mới nói thật với các bạn rằng là đã có lúc những lúc chuyến đi xa trở về quê hương có những bạn bè nối khố là mời Thuyết đi những cái chuyện đó. Thuyết nói rằng ồ nếu mời ta đi thì kể cả coi như là xong xuôi mọi chuyện cho thêm 10 triệu ta cũng không đi đâu. Nói thật các bạn chỉ nghĩ đến cái đoạn đấy đã cảm thấy rùng mình rồi. Tất nhiên là ai cũng mỗi người mỗi tính cách đúng không ạ? Có nhiều loại đàn ông khác nhau. Cái thể loại của bác sĩ Trần ở đây người ta gọi là cái thể loại ăn tạp, có nghĩa là ăn bất cứ thứ gì. Già trẻ trai, già trẻ không thành vấn đề, tức là bác ấy coi như là nhai hết. Thậm chí là một người sảy thai, mới sảy thai xong bác ấy cũng không từ. Mà đến thậm chí là Ngân mới có đẻ được không biết mười mấy ngày, 17 ngày sao là bác cũng gặm. Thế thì coi như là còn cái gì mà không ăn nữa. Thuyết đã nhắn Nguyệt rõ ràng rồi là hãy đọc cho Ngân nghe cái lá thư này. Các bạn biết hôm qua coi như là Ngân cũng bị tác động bởi lá thư của chị Julie Chu. Nhưng mà thay vì cái đưa ra một cái quyết định thì Ngân lại đến chỗ bệnh viện lại như là chất vấn Đoàn Dư và đưa ra những cái câu hỏi và đến những cái lời trả lời rất, nó khiến rất nhiều người bức xúc các bạn ạ. Đó, tức là Ngân không đưa ra được một cái quyết định rõ ràng và ở đây cứ chập chờn chập chững. Đã một vài lần Thuyết nói với Đoàn Dư là nếu yêu Ngân thật lòng thì con nên mạnh mẽ lên. Rồi mạnh mẽ thôi thì không được giống như ông Trần thì ông ấy 10 thì mình cũng phải làm sao được 5, tức là được lửa phần đó, chứ còn nhút nhát quá nó khiến cho coi như là, bởi vì thế này,
bởi vì Ngân không phải là cái người con gái mới lớn, đúng không? Mới lớn chẳng hạn như là lắm tay nhau người ta mới mới có những cái sự rung động gì thế nọ thế kia. Ngân đã trải qua những cái chuyện đó rồi mà sinh con đẻ cái rồi. Cho nên là trong chuyện này có nhiều Đoàn Dư phải có những mạnh mẽ lên. Còn thì nói thật với các bạn, ở đây là Thuyết vẫn bảo Đoàn Dư như vậy. Mà nếu ở đây không biết làm sao, gọi là ông trời người ta nói là duyên số đấy, và có thể kiếp trước nợ lần nhau, cho nên là kiếp này họ phải trả nợ. Ấy, trả nợ thì không biết là nợ lần như thế nào. Còn nói thật các bạn, nếu mà ở đây Thuyết thấy rằng là trong câu chuyện của Đoàn Dư ấy, nhiều người thanh niên khác người ta buông bỏ ngay đấy, tất nhiên là không biết Đoàn Dư như nào, tức là bị nợ kiếp trước với Ngân hay sao đó. Chứ còn thì các bạn thấy trong cái ngày mấy ngày vừa qua thì cũng như là bạn Thiên Nga Trần vừa nói, có khác gì coi như là Ngân làm Đoàn Dư tổn thọ đâu, đúng không ạ? Nói lời yêu mình rồi sao lại vẫn cứ nằng nhằng với bác sĩ Trần, vẫn cứ để cho ông ấy tán tỉnh lời yêu đương, rồi thì công bố những cái điều rằng là ngay cả sau này coi như là ví dụ Ngân lấy chồng rồi thì ông ấy vẫn tán tỉnh. Cứ đó là nói ở bên này, chứ nói ở bên Việt Nam người ta tát vỡ alo chồng người ta coi như là thịt luôn tại chỗ. Rõ ràng trong lá thư của bạn Thiên Nga Trần còn nhắc tới một điểm nữa, cũng đồng tình với chị Jolie Chu, có nghĩa là Ngân khóa tài sản lại. Và những cái phần căn dặn riêng đó là Thuyết không chia sẻ, là có những cái cách thức để cho Ngân làm cách nào đó để khóa cái tài sản mà đưa bạn Thiên Nga Trần đã góp ý riêng. Thì ở đây Ngân khóa rất dễ. Mà cái thứ hai ở đây nói đúng như bạn Thiên Nga Trần nói đó, những cái người giàu có trên thế gian này đầy, và Ngân chỉ là con tép thôi. Đấy, cái số tiền của Ngân so với nhiều người tỷ phú trên thế giới, Ngân chỉ là một số rất nhỏ thôi. Nhưng bên cạnh người ta ấy, người ta có cả một đội ngũ và người ta biết quản lý chặt chẽ cái đồng tiền. Chứ Ngân ở đây thì nói thật ra nói không có ai cả. Đấy, thì các bạn thấy không, nói đơn giản này, như bà Phương Hằng đang ở Việt Nam chẳng hạn, cái nhẫn của bà, kim cương của bà đã đáng giá 1.000 tỷ rồi, 1.000 tỷ bằng cái số tiền bác sĩ Trần thăn của Ngân 50.000 rồi, 50.000 đô rồi, đúng không ạ? Nó có mỗi cái nhẫn không đó, chứ còn thì tài sản của bà gấp trăm gấp triệu lần của Ngân. Nhưng người ta có đội ngũ vây xung quanh và người ta có cái qua trường lớp để quản lý những cái đồng tiền đó, không ai có thể xâm phạm được. Còn Ngân thì không bị thiếu, không có những cái người xung quanh mình, đúng không ạ? Thì trong chuyện này đã có luật sư rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là do con người các bạn ơi. Chứ còn thì luật sư bên cạnh người ta cố vấn đầy, nói thật các bạn là không cứ gì bạn Thiên Nga Trần đâu, luật sư họ biết hết tất cả những thứ đó. Vấn đề ở đây là Ngân nghe hay không nghe, đúng không ạ? Thế bây giờ coi như là hôm trước thì coi như là mới khóc lóc coi như ôm Đoàn Dư ở trong đám cưới, đến hôm sau lại quay lại với bác sĩ Trần. Rõ ràng coi như vậy là coi thường Đoàn Dư rồi. Như chàng trai khác mà người ta trai tân chưa vợ chưa con thế thì bye bye nhé. Bà dù có tiền nhiều đến thế chứ 100 lần nữa như vậy thì thôi cũng bye. Đấy. Đi quan hệ cùng cái ông chiên na 8 tầng như vậy. Rồi sau đó lại quay lại đến cái chỗ bệnh viện nói những lời đạo lý. Đạo lý gì? Lúc đó mà một cái chàng trai người ta cảm thấy bị tổn thương nặng, người ta sẽ nói ngay. Tốt nhất là biến đạo lý cái gì trong khi mà coi như vừa người này thì vừa người kia. Các bạn có nhìn thấy cái cách ví của bạn Thiên Nga Trần không? Các bạn có hình dung có hai cái con thuyền nhỏ nhỏ mà Ngân thì soạng háng ra đứng giữa hai cái, như là giữa hai cái con thuyền này, một chân bên con thuyền này, một chân con thuyền này, thì các bạn hình dung cái thế đứng đó như thế nào? Nó bập bà bập bềnh, nó nghiêng bên này nghiêng bên kia, cái háng lúc đó càng ngày càng rộng ra, với hai con thuyền nó tách nhau ra thì lúc đấy là không co lại một bên thì có nghĩa là rách toác, còn thì co lại thì coi như là chắc chắn là rơi xuống sông xuống biển. Có nghĩa là sao? Cái thế đó thì chẳng có giữ được cái con thuyền nào cả, không thể giữ được một trong hai con thuyền, có nghĩa sẽ trắng tay sẽ mất. Đấy. Khi mà bạn Thiên Nga Trần nói là cái thế của Ngân hiện tại đang coi như đứng hai chân đứng giữa hai con thuyền thì Thuyết đã hình dung ra một cái kiểu như dạng háng rồi đó. Đấy, cố giữ thì coi như là có rách toác ra, đúng không ạ? Đấy, các bạn hình dung ra xem. Còn thì co lại một cái, một chân một cái thì nó sẽ lật, nó lật luôn tại chỗ, lật luôn coi như người rơi xuống sông luôn tại chỗ. Cuối cùng là tay trắng tay chẳng được cái gì, thậm chí còn nhiều còn có khi là còn mất mạng, bởi vì dòng nước suối, dòng nước sông nó chảy xiết, nó sẽ cuốn trôi đi mất. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan tới cái câu chuyện của Ngân thì đã có đôi lần Thuyết nói về cái tính cách của những người sinh năm 1970, mà chính chồng của bạn Thiên Nga Trần cũng là người như vậy. Thì trong một lá thư, trong một cái lời bình luận, bạn Thiên Nga Trần có nói và rằng là những người sinh năm 1970 họ có một cái nội tâm và như là một cái vách ngăn
khó có những ai ở bên ngoài có thể bước vào trong cái nội tâm của họ, tức là bước qua cái vách ngăn đó được, rất khó, tức là người bên ngoài rất khó có thể bước vào. Đấy, thì ý của bạn ấy nói rằng là chính bản thân bạn ấy cũng khó có thể xâm nhập vào trái tim của người chồng, đúng không ạ? Thì trong câu chuyện này, một bạn tên là Nguyễn Hiền ấy đã đưa ra một cái lời bình luận như này: không phải là những người sinh năm 1970 có tính cách như chị Thiên Nga nói đâu anh Tuyết ạ. Em cũng sinh năm 1970 đây, nhưng tính cách của em nó khác với mọi người lắm. Tính của em là nói thẳng nói thật, không nọc lừa, nói dối với ai. Và em có cách nhìn, chỉ cần tiếp xúc với ai một vài lần là em biết được tính cách của người đó như thế nào. Và em cũng biết đâu là phải, đâu là trái, ai sai, ai trái điều gì là em nói thẳng luôn vào mặt. Chứ em không như Ngân, về đường tình duyên thì em công nhận là trắc trở giống nhau, nhưng em có quyết đoán chứ không như Ngân. Em cũng lấy chồng nhưng không có con nên em đã bỏ chồng. Em đi sang Nga, cuộc đời đi Nga cũng bao nhiêu vất vả, cũng nhiều người tán tỉnh em lắm chứ. Nhưng em cũng không lấy, mà em chỉ kiếm đứa con để nuôi, làm chỗ dựa tinh thần cho mình khi về tuổi già. Ông trời cũng đã hiểu được tính cách của em và đã cho em một đứa con ở tuổi 41. Khi em có bầu là em cắt đứt liên lạc với bố của con em. Đến bây giờ em vẫn sống một mình nuôi con. Em năm nay, con em năm nay 15 tuổi, cũng nhiều người hỏi muốn lấy em làm vợ. Nhưng em cũng không cần vì em sợ làm tổn thương đến con. Em sợ cha dượng lại hành hạ con em, theo con em là nhất, là tất cả cuộc đời của mẹ. Em cũng có tính cách giống anh, yêu nhau thì sống tốt với nhau, chứ không cần phải đăng ký. Em lấy chồng đầu tiên cũng không đăng ký kết hôn, cũng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cũng may là em chưa đăng ký sống mãi. Không có con, chồng thì nát rượu, em đã bỏ và đi sang Nga, đến nay em vẫn sống bên Nga và rất thích nghe những diễn đạt rất hay, cuốn hút vào lòng người. Em xem không bỏ sót tập nào của anh. Em đi làm giúp việc bên Nga, con em gửi cho chị gái em nuôi hộ, chỉ biết kiếm tiền để nuôi con, cho nên người thôi anh ạ. Em chúc ba bố con anh vui vẻ và các cháu ngoan ngoãn. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Hiền. Hiện tại bạn đang ở Nga. Có rất nhiều những mảnh đời phương bạc ở các phương trời trên thế giới này, đúng không ạ? Ở quê hương chúng ta thì thật sự là nhiều người phải phiêu bạc. Có nhiều lý do để khiến cho những người Việt Nam phải đi đây đi đó khắp thế giới, đúng không ạ? Nhưng cái lý theo thuyết nghĩ, cái lý do về kinh tế đó là lý do cơ bản, bởi vì Việt Nam ta kiếm tiền khó quá, chuyện này cũng chả sao cả. Khi mà nói về cái tính cách, bạn ấy nói về năm 1970 không phải vậy, bởi vì chính bạn ấy, Nguyễn Hiền, cũng sinh năm 1970. Thì Thuyết lại nhớ đến câu người các cụ nói rằng là: tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh phải giờ dần thì vẫn làm quan. Có nghĩa là sao? Có nghĩa trong 12 con giáp của chúng ta, đúng không ạ? 12 con giáp thì tuổi thân là cái tuổi khó nhất, tuổi thân là tuổi con khỉ. Nhưng nếu sinh phải giờ dần, tức là giờ dần ở đây là từ 3 đến 5 giờ sáng, thì bất kể tuổi nào cũng vậy, mà nếu các bạn sinh phải giờ dần thì vẫn làm quan. Tức là người đó số sẽ làm vua chúa, rồi là làm quan to, quan lớn. Bởi vì cái giờ đó gọi là cái giờ rất là đẹp, từ 3 đến 5 giờ sáng. Thì ở đây thì các cụ nói về cái vấn đề là cái giờ giấc đó là quan trọng nhất. Có nghĩa cái tuổi, tuổi 70, đa phần cái tính cách như bạn Thiên Nga nói là nó như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng có tính cách như thế, bởi vì nó người ta sinh khác giờ nhau, đúng không ạ? Cũng như trong một cái vấn đề gì đó hôm trước bạn nào nói đấy, ví dụ như là tuổi của Ngân và tuổi của Đoàn Dư lấy nhau là có ba người cái mệnh gì đó, còn một người là cái mệnh kia thì nó sẽ khác nhau và sẽ có thể sống với nhau là chết. Ở đây nếu vậy thì hai cái tuổi đó không bao giờ lấy được nhau à? Cho nên ở đây họ vẫn lấy nhau bình thường và có những người rất hạnh phúc, bởi vì cái giờ sinh của họ khác nhau. Nếu nói theo về cái vấn đề mà tử vi, nó là như vậy, đúng không ạ? Cho nên là cái giờ nó rất là có quan trọng. Vấn đề ở đây chẳng hạn như bạn Nguyễn Hiền, nó sinh vào cái giờ nào đó đấy, có thể là vào giờ con chó hoặc là cái con ngựa thì nó rất là trực tính, đúng không ạ? Thì nó sẽ là ok hơn cái giờ chẳng hạn như là giờ con khỉ đấy, chẳng hạn như người ta nói giờ con khỉ thì nó cái tính nó nhấm nha nhấm nhẳng như là cái con khỉ ấy. Nó cứ chen chét thế này, xong bắt đầu nó hay bắt chước người thế nọ thế kia.
Tất nhiên là ở đây là Thuyết nói ví dụ thôi, chứ Thuyết chả biết giờ giấc ở đâu. Hình như trong cái tử vi không có giờ con khỉ hay sao ấy. Đúng rồi, bạn Nguyễn Hiền, cái cách sống của bạn như thế nó sẽ thoáng, nó không phải khổ gì về chuyện chồng con cả, đúng không ạ? Đó, không cần đăng ký kết hôn, ở với nhau coi như là ok, coi như là yêu nhau thì đâu cần phải kết hôn đâu. Yêu nhau rồi thì tiền bạc có thể là ôi cứ tiêu xài là thoải mái đi, hoặc là chẳng hạn để cho vợ quản lý, hoặc thậm chí để cho chồng quản lý, đúng không ạ? Rồi một khi đã yêu nhau, tin nhau rồi, đúng không ạ? Tất cả là của nhau, nó của anh cũng như là của em. Và khi mà con cái nữa thì lại càng tuyệt vời nữa. Còn không yêu nhau, nói thật với các bạn, đăng ký kết hôn rồi thì cũng bỏ nhau, cũng thế thôi. Càng phức tạp thêm, phải ra tòa rồi cãi chí chóe nhau đủ các kiểu. Còn lúc mà không yêu nhau đó, cũng như bạn Thiên Nga Trần nói đó, ba đứa em chồng đều không có cưới xin gì hết, người ta sống thử với nhau thôi và lập chung một cái tài khoản. Bây giờ ấy, một cái tiền nhà là bây giờ là một tháng là 1.000, một tháng tiền nhà này phải đóng này, tiền nuôi con là 1.000, là 2.000 này, rồi chi tiêu tiền vặt vặt 1.000, là 3.000, tất cả một tháng là trong gia đình hết 3.000, mỗi người bỏ ra 1.500 đô. Phương Tây là họ như vậy, có nghĩa là sao? Anh đi làm việc của anh, tôi đi làm việc của anh, trong cái tài khoản đó là coi như mỗi tháng người hai người mỗi người phải coi như bỏ vào cái tài khoản đó 1.500 đô để cho đủ 3.000 chi phí trong gia đình. Còn những cái phát sinh ngoài này thì tính sau, đúng không ạ? Vợ chồng ở đây người ta sống với nhau theo kiểu vậy chứ không giống như Việt Nam đâu các bạn. Còn tài sản của ai là tài sản của người đó từ xưa, đến khi chia tay nhau nó cũng dễ dàng, nó chả có gì ràng buộc nhiều cả. Đây cứ trói chặt vào nhau rồi đủ các kiểu làm tội làm tình nhau, Thuyết cảm thấy nó khổ lắm. Cho nên là quan điểm sống cũng như bạn Nguyễn Hiền, có một đứa con ok lắm rồi, đúng không ạ? Còn cái chuyện bạn không đi thêm bước nữa là cái quyền đó là quyền của bạn. Chuyện đó thì không ai giống ai. Có người thì coi như người ta lấy độ khoảng 7 đến 8 lần chồng cơ. Có những người phương Tây người ta lấy mấy chục lần chồng. Chuyện đó không sao cả, ở phương Tây nó rất đơn giản. Cũng trong câu chuyện này, trong một cái lá thư trước như của bạn Vũ Bang, đúng không ạ? Trong cái phần 1 đó. Nói thật các bạn, nếu Thuyết là Đoàn Dư, Thuyết không bao giờ lấy Ngân. Tại sao vậy? Ở đây không phải nói xấu Ngân nhé, mà quan điểm rõ ràng. Bây giờ mẹ thì già rồi, bản thân mình trai tân, cái chuyện tân mới không tân thì không quan trọng. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là Ngân không sinh đẻ được nữa. Người Việt Nam ta thì ai chẳng muốn có con, chẳng lẽ lấy nhau không không có con à? Nó không giống người phương Tây, chắc chắn là 100% như vậy. Cho nên là Ngân thì có gì 99,9% là không đẻ được nữa rồi. Thì lấy một người không sinh con cho mình thì lấy làm gì? Có bây giờ mẹ bây giờ muốn con lấy vợ, mục đích là sao? Mẹ của Đoàn Dư, Thuyết đã từng nói chuyện nói rằng làm sao mong muốn con lấy vợ và làm sao có cháu để bế. Người ta chỉ ước mơ được bế cháu thôi. Đó, khi mà tuổi già thì nó chả có cái gì sung sướng bằng đứa mong muốn con cái của mình lấy vợ lấy chồng để mà bế cháu. Đây là cái điều có nhiều mơ ước rất giản đơn nhưng nhiều người lại không được, bởi vì cái số con cái của mình nó lận đận quá. Bây giờ chờ đợi Ngân đến bao giờ đây mà Ngân vẫn cứ lấp la lấp lửng cùng bác sĩ Trần như vậy, trong khi đó cái phần liệu có thể sinh con đẻ cái được hay không, trong cái đợt vừa rồi bị mắc bệnh đúng không ạ, không mắc bệnh còn bảo thế nọ thế kia, cái đợt vừa rồi mắc bệnh như vậy không biết thế nào nữa. Cho nên là ở đây vẫn cứ là Đoàn Dư, Thuyết nghĩ chắc là cậu ta phải nợ Ngân từ kiếp trước. Chứ còn một chàng trai khác người ta sẽ đi lấy một người vợ bình thường thôi. Và ngay lập tức có thể trong 1-2 năm đã có cháu cho coi như là mẹ của mình bế rồi. Ngân phải nghĩ đến cái đoạn đó là Đoàn Dư yêu mình hết lòng, chẳng qua cậu ta không biết nói chuyện thôi đúng không ạ? Mà như vậy phải bỏ coi như là cái ông già kia đi chứ. Ôi trời ơi, được ôm ấp một cái ông coi như kém mình mười mấy tuổi, coi như là trông cứ như là vệ sĩ, ngực coi như là lở, coi như là người ta gọi là gì nhỉ? Gọi là 6 múi. Trời ơi, làm mà coi như là hít coi như là cái mùi hôi lách của anh ấy đã thấy sướng cả cuộc đời rồi. Này còn bây giờ đi bám một ông già coi như da đã nhăn nheo hết rồi thì coi như làm ăn cái gì được. Đấy, Ngân không nghe coi như là Trần Chân nói à? Trần Chân nói với thẳng với Ngân rằng là thì chỉ vì cái tình máu mủ, tình cha con mà cậu ta vẫn bảo vệ cha thôi. Còn nếu cậu ta là một người ngoài thì chắc chắn rằng là cậu ta sẽ cũng nghĩ như là quý khán thính giả, tức là nghĩ như mọi người là cha của cậu ta là thủ phạm trong các vụ lọ vụ kia, và không bao giờ lựa chọn Ngân để làm không bao giờ lựa nếu là Ngân sẽ không bao giờ lựa chọn ông ấy lấy làm chồng, bởi vì ông ấy có còn gì đâu. Trần Chân đưa ra dự đoán là nhiều nhất cha của cậu ta chỉ phục vụ Ngân được 2 năm thôi,
Và chắc chắn cái tình trạng rằng là ôi mở ra rồi thôi đậy đại đi ông, có nghĩa là mở ra lúc đấy là nó héo qua héo quắt rồi còn làm ăn cái gì được, thôi đậy lại cho nhanh đi. Nhưng lúc đó Ngân vẫn còn cái ham muốn đúng không ạ, vẫn còn muốn lên đỉnh làm sao bác sĩ Trần phục vụ được. Cho nên là Trần Chân, con trai của bác sĩ Trần, còn vẫn còn góp ý với Ngân như vậy và nói rằng chính ông ấy là cái người coi như là trong các cái câu chuyện ví dụ Đoàn Dư này, rồi của Quân này, rồi thì của ông Ly này, tất cả đều là những cái câu hỏi nghi ngờ và chính bản thân cậu ta cũng có cái sự nghi ngờ. Nhưng vì cái tình máu mủ, vì tình cha con, cho nên cậu ta phải bảo vệ cha của mình. Tất nhiên trong chuyện này chính cậu ta cũng đã nhiều lần khuyên cha của cậu ta quay đầu là bờ ấy, để làm sao với cái tuổi đó thì ở bên cạnh con cháu là vui vẻ rồi đúng không ạ. Bây giờ tự nhiên là làm sao đó, có như làm sao để mà đưa cái bé Vi nó trở về đây, hoặc một người một hai người con ở bên Phúc Kiến hoặc bên Mỹ để về thăm Đoàn Dư, à thăm Trần Chân, thăm bé Huy ở đây để anh em chúng nó biết mặt nhau, chúng nó đoàn tụ. Cái công việc đó là công việc nếu là Thuyết là bác sĩ Trần, Thuyết sẽ làm như vậy, kết nối cho tất cả anh em chúng nó trở về một nhà với nhau, tức là biết nhau dù ở đất nước Trung Quốc hay ở Mỹ, nhưng mà lúc đó là khi mình qua đời chúng nó vẫn còn đi lại với nhau, bởi vì kiểu gì thì kiểu chúng nó cũng là máu mủ ruột già với nhau đúng không ạ. Một giọt máu đào không hơn nào nước lã, nó hoàn toàn không giống cái người phương Tây. Văn hóa của người Việt Nam chúng ta là thế. Mà rõ ràng là Trần Chân rất rất là theo Thuyết đấy là rất là thích cái kiểu vậy đó. Cậu ta thấy không, các bạn thấy không, lúc mà cậu ta chuẩn bị coi như là gặp cái cơn hoạn nạn, cậu ta coi như là khóc nước mắt nước mũi là giàn giụa xuống đứa bé 6 tháng tuổi con của Tào Hoa, rất là thương. Và cậu ta no ngại coi như là đến khi mà cậu ta chết, cậu ta qua đời thì em gái của mình không có mặt ở đó, rất là xót xa. Tức là người ta, cậu ta chỉ cần một cái tình cảm thôi, các anh em được về với nhau. Và nếu bây giờ cha của cậu ta mà coi như là làm được cái việc đó thì cậu ta nhắm mắt cậu ta cũng mỉm cười. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cậu ta mong muốn là bác sĩ Trần không lấy Ngân nữa, không làm cái gì nu bu chuyện ngoài đời nữa, tiền bạc không quan trọng nữa. Và bây giờ làm sao kết nối cho tất cả các anh em của cậu, của Trần Chân này được gần bên nhau và thỉnh thoảng đến thăm nhau đúng không ạ? Chẳng hạn một người, hai người bên Mỹ mà theo Thuyết biết á, hai cái đứa con của cái chị người Hơ Mông ở bên Mỹ chỉ cách cái thác nước Niagara chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhà rất gần, tức là cái thành phố gì Thuyết quên tên mất rồi, tức là đi tới thác nước Niagara chỉ có 1 tiếng đồng hồ. Thế từ 1 tiếng đồng hồ đi đến Toronto hơn 1 tiếng nữa, 1 tiếng 15 phút nữa, là người ta đến nhau tức là chỉ có 2 tiếng rồi, hơn 2 tiếng. Thì đến thăm nhau trong 2 tiếng xe ô tô chạy vù vù một tí tới nơi, đúng không ạ? Tại sao bác sĩ Trần cuối đời rồi mà không làm những cái công việc kết nối đó, rồi kết nối mấy cái đứa anh em ở bên Phúc Kiến kia nữa để cho các anh em chúng nó gặp nhau ấy, bởi vì kiểu gì chúng nó cũng là anh em cùng cha khác mẹ và chắc chắn là chúng nó sẽ yêu nhau đúng không ạ? Đấy, ở đây thì nếu ai có cái tình cảnh đó thì các bạn sẽ biết Thuyết cũng có đấy. Đấy, Thuyết có một đứa con riêng của vợ. Thế bây giờ là hai đứa đứa con của Thuyết là mặc dù cách xa nhau ở bên Thái Lan nhưng mà Thuyết bắt chúng nó phải kết nối điện thoại, tức là Facebook với nhau, thỉnh thoảng là gọi điện nó nói cho nhau. Nhưng mà đứa con của Thuyết thì nó cũng giống Thuyết không biết nói nào, tức là rất ít nói, không ít khi gọi điện ấy. Đấy, thỉnh thoảng nó gửi cho em 100-200 đô la làm ở bên Thái Lan nhưng mà lại gửi tiền sang cả Canada, bởi vì kiểu gì thì kiểu vẫn là cùng mẹ khác cha đúng không ạ, vẫn là giọt máu của chúng nó thương nhau, mình phải kết nối chúng nó chứ, dù là chúng nó xa nhau đi chăng nữa. Cho nên là bác sĩ Trần cuối đời lên làm những cái việc đó để coi như là tích đức cho con cho cháu đúng không ạ. Mình không thể tự nhiên để coi như chia rẽ cái tình anh em chị em của chúng nó được. Đây là cái chuyện mà việc cần làm của bác sĩ Trần. Và nếu bác sĩ Trần đang nghe video này thì hãy nên xem xét lại cái lời coi như là cầu xin của Trần Chân. Trần Chân đã cầu xin bác là buông bỏ tất cả đi, bởi vì ăn chẳng được bao nhiêu, tiền thì coi như ở bên này đâu có cần như ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam già mà không có tiền trong tài khoản, không đi làm ăn gì được là nguy hiểm đúng không ạ? Nhà nước đâu có cho đấy. Nhưng mà ở bên này thì coi như là kể cả không làm không ăn, càng thất nghiệp thì càng dễ sống. Thất nghiệp không có việc làm, tuổi già thì có tiền tuổi già của nhà nước này. Bạn đang đi làm thất nghiệp thì có tiền nhà nước cho tiền thất nghiệp. Còn bạn không đi làm được việc gì như Thuyết chẳng hạn, không biết tiếng Anh ấy, sức khỏe không còn, ví dụ như vậy, thì coi như là sẽ có tiền trợ cấp. Thế là nhà nước người ta nuôi, nên nó cần gì phải tiền nữa, tiền để làm cái gì? Tiền coi như là sau cùng lắm là đi được nước nọ nước kia.
tiền thì chẳng đi làm từ thiện mà tiền lại cứ coi như là để coi như lãng phí vào những cái việc đi biếu cái cô gái trẻ này mấy triệu, cô gái kia kia được mấy triệu, chỉ được sướng một tí thì coi như là khổ đến thân rất nhiều các bạn ạ. Đó, chỉ giật 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 một tí thôi, mấy phút cái nó hết cái đoạn đoạn đó đã mất bao tiền rồi, cuối cùng lại làm khổ bao nhiêu những cái đứa con rơi con vãi. Bác sĩ Trần thấy có đúng không ạ? Trần Trân góp ý với bác thế. Theo em nghĩ, bác sĩ Trần phải nhìn lại cái cách góp ý của Trần Trân và lên coi như là thấy rằng thời gian không còn nhiều với bác nữa đâu. 72 mùa xuân rồi thì bác còn bao nhiêu thời gian nữa? Cho nên là thôi, bác có ám được 50 triệu đô la của Ngân đó thì nói khéo với Ngân đi. Trả được Ngân ít nào trả, nếu không thì thôi. Anh chót lút rồi em ơi. Anh nuốt rồi và bây giờ anh không móc họng ra được thì em thông cảm cho anh. Đó. Em đi lấy đoàn dư đi, anh ủng hộ em và coi như là thôi đừng cho anh vào tù, anh sống với con với cháu như vậy những năm cuối đời. Theo thuyết nghĩ thì Ngân sẽ bỏ qua cho bác sĩ Trần đó đó, trên là người ta vẫn để cho bác một cửa chắc chắn là như vậy đúng không ạ? Còn thì Ngân bảo em vẫn muốn nuôi anh thì coi như là bác sĩ Trần sẽ nói với Ngân là mà ôi em ơi của anh héo qua héo quắt rồi, không thể làm ăn gì được nữa đúng không ạ? Đậy ra rồi thì cũng mở ra rồi thì cũng đậy lại thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.